Chuyên mục Tình Khúc Huế xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên diễn đàn âm nhạc thời gian gần đây có khá nhiều ca khúc hay được viết bởi một nữ tác giả là Việt Kiều đang sinh sống tại Đức. Điều đáng để những người yêu âm nhạc quan tâm đến nữ tác giả này là dù sống xa quê hơn 20 năm trên một đất nước Tây Phương hiện đại, nhưng hầu hết các sáng tác của chị viết về quê hương đều mang đậm hơi thở cuộc sống Việt Nam, đặc biệt là âm hưởng dân ca miền Trung đậm đà, sâu lắng. Đó là nữ tác giả Lê An Tuyền. Chuyên mục Tình Khúc Huế hôm nay xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn nữ tác giả Lê An Tuyền cùng một ca khúc mới của chị viết về Huế với lời thơ của tác giả Nguyễn Văn Cao giữ tựa đề Khúc Tình Huế. Qua bài hát Khúc Tình Huế, chúng ta có thể cảm nhận ngay rằng ca khúc được viết nên bởi chất liệu âm nhạc mới, nhưng theo phong cách khai thác chất liệu dân tộc mang đậm âm hưởng dân ca miền Trung.
Và ở ca khúc này, tác giả Lê An Tuyên đã rất khéo léo trong việc khai thác những cung bậc dân ca miền Trung một cách nhuần nhuyễn và tinh tế. Những cung bậc dân tộc mang đầm âm hưởng dân ca miền Trung đó lại được kết hợp với nhịp 3-8, tạo cho giai điệu một vẻ đẹp vừa mới hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc, với một nét dịu dàng e ấp mà lại rất đầm thắm thiệt tha, tạo nên một chiều rung cảm nhẹ nhàng, dịu vời, vừa hưng phấn lại vừa lắng đọng. Vành nón kim luông nhớ vẫn lâu điều hát, đêm sông Hương trắng đầy thuyền bạt ngát đó, sông mai khoan họ nhận sông loan giữ nhịp về mặt hình thức âm nhạc. Khúc Tình Huế được tác giả viết theo thể hai đoạn, nhưng đoạn 1 có thêm câu mở và đoạn 2 có thêm câu kết, tạo cho hình thức tác phẩm sự đầy đặn tròn trịa. Đặc biệt, cách xử lý câu đoạn trong ca khúc rất thoáng, thể hiện sự trải lòng theo cảm xúc chứ không khuôn phép theo cấu trúc hình thức âm nhạc. Do đó đã dẫn dắt người nghe đi theo mạch cảm xúc giai điệu một cách rất tự nhiên và làm cho người nghe cứ bị cuốn theo dòng cảm xúc của cả giai điệu và lời ca. Và cũng cần phải nói thêm rằng, ngoài việc sử dụng hợp lý câu hò mãi nhì của Huế để làm đầm thêm âm hưởng dân ca Huế, tác giả Lê An Tuyên đã sử dụng khúc thức hòa thanh ngũ cung dân tộc rất tinh tế trên tiết tấu nhịp 3, tạo nên những cung bậc giai điệu mượt mà, mềm mại, đầm thắm và khoan nhạc như những nhịp chèo. Chính thủ pháp này đã góp phần khắc họa rõ nét hình tượng âm nhạc của ca khúc về một vẻ đẹp trong tâm cảm, từ sự đầy màu sắc hoài niệm, cùng một nỗi nhớ thương vừa da diết, đầm thắm, vừa đầm điệu, với mong muốn sẻ chia lời thơ chan chứa tình người, chan chứa tình yêu quê hương. Tôi nghe bài hát Huế rất là nhiều, từ những đêm tàn biến ngự cho tới Huế thương và cho tới Huế tình yêu của tôi. Thì tôi vẫn thấy một điều là cái bài hát Khúc Tình Huế của An Tuyên và Nguyễn Văn Cao có cái gì rất độc đáo, rất là quyến rũ. Nhưng cái điều đặc biệt nhất là nó rất Huế của cái thời hôm nay. Cái tình Huế ở đây mà tôi nghĩ rằng là sao nó da diết thế, sao nó hiện đại thế. Và đấy là một điều mà tôi nghĩ là những người nhạc sĩ ở tận Đức để viết bài hát về Huế như thế là theo tôi là rất là thành công. Theo Lê Anh Tuyên nói với tôi rằng là đây là một cái bài thơ của một người bạn đã mấy năm rồi, nhưng An Tuyên rất là muốn phổ nhạc, rất thích bài thơ đấy, nhưng mà vì chưa có cái ngấm chất Huế như là chất Nghệ Tĩnh, cho nên An Tuyên phải tìm hiểu mãi đến suốt 2 năm sau thì chị mới thấy là mình có một cái chất Huế gì đấy, thì chị mới phổ cái bài thơ đó của Nguyễn Văn Cao. Nguyễn Văn Cao thì có lẽ là vì anh yêu Huế, bởi vì là Huế là chính là quê của anh, nó có một cái gốc gác gì một tình yêu ấy. Cho nên là khi anh ấy viết là Huế là sẻ chia, hay là viết về dòng sông Hương là đôi bờ, thì một bờ là phụ mẫu và một bờ là Huế thương, thì tôi nghĩ chính cái câu mà một bờ phụ mẫu ấy, tôi thấy trong thơ ca chưa bao giờ nói tới thế. Thì anh Nguyễn Văn Cao cũng muốn nói một cái điều, trong tất cả những khó khăn thì mọi nơi đều sẻ chia với Huế, và đồng thời Huế cũng sẻ chia cái tình cảm mình với cả nước, với thế giới này. Và đấy là một cái điều mà tôi nghĩ là nó là gốc gác với sự thành công của bài hát, mà để cho An Thuyên đã làm nên một bản nhạc mà rất là độc đáo.
Tôi cũng đã đến Huế, nơi có dòng Hương chảy giữa đôi bờ thơm hoa cỏ. Huế không những là nơi đế đô thăng trầm của lịch sử mà còn là nơi mang cái nét văn hóa đặc sắc rất là riêng, mà tôi cũng đã đi nhiều nơi trên thế giới mà tôi nghĩ chẳng có thể có một nơi nào có được cái bản sắc văn hóa riêng như ở Huế. Ở với Huế trong tôi có quá nhiều cái cảm xúc, nhưng mà để viết về hay là sáng tác một ca khúc về Huế thì thật sự trong tôi nó chưa thấm như là viết về quê xứ nghệ quê của tôi. Có lẽ chính cái sự xa quê với cái hồn quê hương, những cái giai điệu của quê hương, giai điệu về xứ Huế, giai điệu về Nghệ Tĩnh và giai điệu về quan họ, nhất là về xứ Huế, và lại qua những lần trò chuyện bắt gặp bài viết của anh Nguyễn Văn Cao, mà tôi nghĩ là chắc chắn ở anh phải có một tình cảm sâu nặng và có một chất men say với Huế thì mới anh mới có cái sự trải lòng như vậy. Và để nói thật ra là để sáng tác một ca khúc đi vào lòng người còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, ngoài nhịp phách, giai điệu, âm sắc của cái từng địa phương thì ca từ chiếm vị trí rất là quan trọng. Lời viết của anh về Huế mang rất là ý nghĩa, mang đậm hồn quê hương xứ Huế và bản sắc rất riêng với Huế. Chẳng hạn như cái câu là dù đi đến nơi mô, ngọt ngào giọng Huế còn vương vấn lòng. Như là Huế ơi ta mãi như nước dòng Hương chảy một bờ, phụ mẫu một bờ Huế thương. Một bên là cha mẹ nặng tình máu mủ ruột thịt, một bên là nặng tình ân nghĩa quê hương. Cái dòng sông ấy, cái đôi bờ ấy, cái mảnh đất ấy đã gắn chặt tâm hồn người con xứ Huế như vậy đó. Có lẽ cái bản sắc văn hóa của Huế, rất riêng Huế ấy, và tình yêu Huế của anh đã khơi dậy trong tôi nguồn cảm xúc. Và tôi thấy giữa tôi và anh có một sự đồng điệu về mặt cảm xúc viết về Huế. Và tôi nghĩ cái ca khúc này là một sự đồng cảm giữa tôi và anh Nguyễn Văn Cao viết một về Huế. Tôi về đi xa cùng chung sâu lắng mặn mà thành phố lo sẽ chiêu đời dấu bao trong đục yêu thương Huế gửi khắp nơi. Thưa quý vị và các bạn, nữ tác giả Lê An Tuyên hiện là Việt Kiều đang định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chị sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ Nghệ, một cái nôi của những điệu hò, câu ví và những khúc dân ca say đắm lòng người. Và phải chăng những giai điệu dân ca tinh túy của quê hương đã ngấm vào dòng sữa mẹ nuôi chị khôn lớn, cho nên sau này, dù học về kiến trúc, chị vẫn đến với âm nhạc như một lẽ tự nhiên. Và rồi khi sống xa quê, trong nỗi nhớ quê hương da diết, âm nhạc đã chiếm lĩnh tâm hồn và trái tim đa cảm của chị, để lắng đọng rồi bật lên những giai điệu, trở thành những ca khúc thấm đậm tình người và tình yêu quê hương xứ sở. Có thể kể tên một số ca khúc tiêu biểu của chị được rất nhiều người yêu thích như Thương ơi, Điều ví, Lời cỏ may, Mùa thu sang, Sông và anh, Sống không từ biển, Dòng sông tuổi 20, Bến xưa, vân vân. Được thể hiện qua các dòng ca Quang Thọ, Thành Lê, Lê Anh Dũng, Đăng Thuật, Quế Thương. Riêng với Huế, ca khúc Khúc tình Huế của chị được viết ra như một cơ duyên, bởi chị từng ấp ủ những hoài niệm về xứ Huế mộng mơ qua lời ru của mẹ thuở thiếu thời. Đến khi bắt gặp bài thơ của anh Nguyễn Văn Cao, như nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tào đã nói, thì ca khúc Viết về Huế đã trở thành hiện thực. Và ngay từ khi mới ra đời, Khúc tình Huế đã được người nghe nồng nhiệt đón nhận. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khúc tình Huế của nữ tác giả Lê An Tuyên, lời thơ của Nguyễn Văn Cao qua tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ. Thank you.
ngọt ngào dòng Huế còn vương vấn lòng vắng vắng cũng dừng lặng
một bờ phủ màu, một bờ Huế Quý vị và các bạn thân mến, chung mục tình khúc Huế tháng này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chung mục tình khúc Huế lần sau. Một bờ